Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bầu cử Mỹ, ông Trump vượt lên bà Harris. Chỉ còn 2 tuần nữa đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngày 5 tháng 11, ông Trump và bà Harris đang tập trung vận động những cử tri còn do dự tại các bang chiến trường. Vừa qua, bà Harris đã tổ chức vận động cử tri ở các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Bà đã mời cựu nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney, người chỉ trích gay gắt ông Trump, tới sự kiện để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình. Xin hãy giúp chúng tôi truyền đạt thông tin trong cuộc trò chuyện này đến hàng xóm, bạn bè và gia đình của bạn để nhắc nhở họ về những gì đang bị đe dọa, bà Harris nói. Tôi hứa sẽ trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Trong khi đó, ông Trump đã đến thăm một tiểu bang chiến trường khác là Bắc Carolina để đánh giá thiệt hại do cơn bão Helene gây ra vào tháng trước. Ông chỉ trích các quan chức Nhà Trắng về phản ứng của họ đối với thảm họa, tuyên bố rằng ông sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ xóa bỏ mọi rào cản quan liêu mà các bạn đang gặp phải và đang gặp vấn đề ngay bây giờ, ông nói. Tôi sẽ đích thân tuyển chọn những doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới để giúp khôi phục sự thịnh vượng cho khu vực. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên vẫn đang rất xích sao. Các nhà phân tích của trang tin tức Real Clear Politics cho biết, bà Harris có tỷ lệ nhận chức trung bình trong các cuộc thăm dò toàn quốc về 49,2%, trong khi ông Trump đạt 48,3%. Tuy nhiên, họ nói rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước một chút ở cả 7 bang chiến trường. Đây là những bang có ý nghĩa quyết định đối với kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, do đó thu hút nhiều sự chú ý nhất trong cuộc bầu cử lần này. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 10 lần đầu tiên vượt phó tổng thống Kamala Harris theo mô hình dự đoán bầu cử của Decision Desk, HQ The Hill. Theo đó, ông Trump có 52% cơ hội chiến thắng bầu cử, trong khi tỷ lệ chiến thắng của bà Harris chỉ là 42%. Kể từ cuối tháng 8, mô hình dự đoán này để đánh giá bà Harris có cơ hội chiến thắng là 54-56%, trong khi cơ hội của ông Trump chỉ là 44-46%. Đến đầu tháng 10, xu hướng đảo ngược bắt đầu diễn ra và cơ hội dành cho hai ứng viên là 50-50. Đến ngày 20 tháng 10, mô hình lần đầu cho ra kết quả ông Trump vượt lên trước bà Harris. Truyền thông Mỹ hiện đánh giá ông Trump tỏ ra vượt trội hơn bà Harris trong giai đoạn nước rút trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.